Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Chuyện Sức Khỏe được phát sóng vào thứ bảy hàng tuần trên kênh Sun TV. Kính thưa quý vị, hiện nay trên thế giới có khoảng 1,2 tỷ người béo phì, chiếm 30% tổng dân số thế giới và mỗi năm có 3 triệu người chết vì căn bệnh này. Tuy nhiên, con số này vẫn không có xu hướng dừng lại. Xã hội ngày càng hiện đại thì tỷ lệ người thừa cân béo phì ngày càng có xu hướng tăng cao, gây nên rất nhiều hệ lụy khôn lường. Đừng chủ quan nếu cơ thể có dấu hiệu thừa cân béo phì vì tiềm ẩn trong đó rất nhiều biến chứng nguy hiểm. Bệnh béo phì đang tăng lên với tốc độ báo động. Đây thực sự là mối đe dọa tiềm ẩn trong tương lai, làm giảm tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của con người. Kéo theo đó là một loạt hệ lụy về các bệnh khác như cao huyết áp, suy tim, đái tháo đường, ung thư. Tỷ lệ béo phì trên toàn thế giới hiện nay đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 1975. Theo đó, béo phì đang là nguyên nhân hàng đầu gây nhiều bệnh nguy hiểm cho cơ thể. Thống kê của CDC Hoa Kỳ cho thấy, cứ 3 người Mỹ thì có một người béo phì. Bên cạnh đó, tại khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ béo phì đang tăng rất mạnh. Việt Nam đang là quốc gia dẫn đầu tốc độ về tỷ lệ người béo phì thừa cân trong những năm trở lại đây. Thưa quý vị, thừa cân béo phì đến từ sự mất cân bằng giữa năng lượng thức ăn nạp vào so với năng lượng tiêu hao. Các chất dinh dưỡng được nạp vào trong cơ thể quá nhiều, trong khi sự tiêu hao lại quá ít, dẫn đến tình trạng tích tụ mỡ. Vậy có những nguyên nhân nào gây nên tình trạng thừa cân béo phì? 1. Thiếu ngủ. Theo nghiên cứu, nếu thiếu ngủ 30 phút mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ thừa cân béo phì lên đến 17%. Khi bạn không ngủ đủ, lượng ghrelin sẽ tăng lên khiến bạn thường xuyên cảm thấy đói. Lâu dần sẽ dẫn đến sự thèm ăn mất kiểm soát là nguyên nhân gây thừa cân béo phì. 2. Di truyền. Các nghiên cứu được thực hiện trên những cặp song sinh cho thấy yếu tố gen có ảnh hưởng lớn đến trọng lượng. Thừa cân và béo phì có khuynh hướng di truyền. Bạn sẽ có nguy cơ cao bị thừa cân nếu cha hoặc mẹ hoặc cả hai bị thừa cân béo phì. Gen của bạn ảnh hưởng đến chất lượng béo cũng như những vị trí dự trữ chúng trong cơ thể. 3. Sụn tuyến giáp. Đây là tình trạng tuyến giáp không sản xuất đủ các hormone cần thiết cho cơ thể. Sự thiếu hụt hormone làm cho quá trình trao đổi chất chậm lại, đồng nghĩa với lượng chất béo không được đốt cháy là nguyên nhân gây tăng cân. 4. Chế độ ăn uống, luyện tập. Chế độ ăn uống chính là những yếu tố hàng đầu tác động đến trọng lượng và đó cũng chính là lý do phổ biến nhất gây ra bệnh béo phì. Những người có chế độ ăn uống nhiều năng lượng, nhiều mỡ, nhiều đường hoặc muối, các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh hoặc những loại đồ uống có ga sẽ dẫn tới thừa năng lượng. Bên cạnh đó, những người lười vận động, ngồi nhiều có nguy cơ cao thừa cân, béo phì, đặc biệt ở vùng mông, đùi, bụng. 5. Tuổi tác. Khi bạn già đi, các cơ sẽ có khuynh hướng bị teo đi, đặc biệt là nếu bạn ít vận động. Các cơ bị teo làm giảm sự đốt cháy calo của cơ thể. Nếu bạn không giảm lượng calo ăn vào khi tuổi già, bạn có thể sẽ tăng cân. Tăng cân ở phụ nữ trung niên do nguyên nhân chính là tuổi tác và lối sống, nhưng mãn kinh cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều phụ nữ tăng 2kg khi mãn kinh và tích mỡ bụng nhiều hơn ở giai đoạn trước đó. Thưa quý vị, thừa cân béo phì là tình trạng gây nên nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Nhìn chung thì đa số những người thừa cân béo phì nằm trong độ tuổi thiếu nhi và người trung niên trở lên. Vậy thì thừa cân béo phì sẽ gây ra những biến chứng nào? 1. Làm giảm hệ miễn dịch của cơ thể. Bởi béo phì luôn làm cho cơ thể trong tình trạng viêm kinh niên. 2. Gây nên các bệnh về xương khớp. Người thừa cân béo phì dễ bị thoái hóa khớp, loãng xương, đau nhức triền miên do trọng lượng cơ thể gây áp lực lên xương khớp, khớp gối, cột sống tổn thương sớm nhất, ngoài ra dễ mắc bệnh gút. 3. Gây nên bệnh lý tim mạch. Người béo phì thường đi kèm với cholesterol cao, gây xơ hóa lòng mạch máu, dẫn đến tăng huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Ở người béo phì, tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi nuôi cơ thể và lâu dài gây quá tải cho tim. 4. Gây nên bệnh tiểu đường. Bệnh béo phì có liên quan mật thiết với bệnh tiểu đường tuyếp 2 do gây đề kháng insulin. 5. Gây nên các bệnh lý đường tiêu hóa. Béo phì làm cho lượng mỡ dư bám vào các quai ruột gây ứ động phân, táo bón. Sự ứ động phân và các chất thải độc hại sinh ra trong quá trình chuyển hóa dễ sinh bệnh ung thư đại tràng. Bên cạnh đó, mỡ dư tích tụ ở gan gây bệnh gan nhiễm mỡ, có thể dẫn đến bệnh xơ gan. 6. Gây nên bệnh lý đường hô hấp. Béo phì khiến lượng mỡ thừa đè nặng lên các cơ, khiến hoạt động của cơ hoành. Khí phế quản của người béo phì thường hạn chế khiến hơi thở nông hơn. Người béo phì thường bị rối loạn nhịp thở, ngáy, ngưng thở khi ngủ. Béo phì càng nặng, rối loạn nhịp thở càng nhiều. 7. Gây nên tình trạng suy giảm trí nhớ. Trẻ thừa cân béo phì thường có chỉ số thông minh thấp hơn trẻ có cân nặng bình thường. Người lớn bị béo phì có nguy cơ Alzheimer cao hơn so với người bình thường. 8. Rối loạn nội tiết. Phụ nữ béo phì thường rối loạn kinh nguyệt, buồn trứng đa năng, khó có thai, nguy cơ vô sinh cao. Nếu có thai, nguy cơ đẻ khó, con dễ bị rối loạn chuyển hóa. Nam giới béo phì thường yếu sinh lý, nguy cơ vô sinh. 9. Tự ti, dễ stress. Người béo phì thường có tâm lý e ngại trước đám đông, lâu dần dẫn tới suy nghĩ thiếu lạc quan, lo lắng dẫn đến stress, trầm cảm kéo dài. Thừa cân và béo phì có thể phòng ngừa được bằng cách chọn lựa thực phẩm lành mạnh và hoạt động thể chất thường xuyên. Cụ thể, hạn chế năng lượng nạp vào từ tổng lượng chất béo và đường.
tăng khẩu phần trái cây và rau quả cũng như các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt, tham gia các hoạt động thể chất thường xuyên, tập luyện thể dục thể thao đều đặn, hợp lý. Thưa quý vị, thừa cân béo phì là tình trạng nghiêm trọng có thể gây nên nhiều căn bệnh phức tạp, do đó hãy luôn có thói quen tốt trong chế độ ăn uống và tập luyện để duy trì tình trạng sức khỏe ổn định. Nếu có bất cứ trạng thái nào bất ổn, hãy đến ngay trung tâm y tế để thăm khám hoặc để lại câu hỏi phía dưới phần bình luận để chúng tôi liên hệ với bác sĩ chuyên khoa tư vấn. Và đến đây thì chương trình Chuyện Sức Khỏe xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau.